vàng lấp lánh trong mộ vua Tutankhamun. Mộ vua Tutankhamun nằm ở thung lũng các vị vua, Ai Cập, chứa hơn 5.000 hiện vật, trong đó có nhiều đồ vật bằng vàng khối được lưu giữ nguyên vẹn. Theo Ancient Origin, mộ vua Tutankhamun trị vì Ai Cập trong khoảng năm 1332 năm 1323 trước công nguyên, chứa hơn 5.000 hiện vật, trong đó có nhiều vật còn nguyên vẹn. Vua Tutankhamun mất năm 1323 trước công nguyên ở độ tuổi 20. Do ông qua đời đột ngột nên ngôi mộ của nhà vua không được chuẩn bị kỹ càng. Nó chỉ cao 3,68m, rộng 7,68m và dài 30,79m. Nhà khảo cổ học Howard Carter phát hiện ngôi mộ vào năm 1922 ở thung lũng các vị vua Ai Cập. Nó được xem là ngôi mộ hoàng gia nguyên vẹn nhất từng được tìm thấy, cung cấp cho các nhà khoa học thông tin về đời sống vật chất của nhà vua. Howard Carter mất 10 năm để làm sạch và liệt kê tất cả của cải được cất giữ trong mộ. Hiện vật đáng chú ý nhất đó là quan tài bằng vàng. Bên trong chứa nhiều lớp quan tài nhỏ, với một lớp được làm hoàn toàn bằng vàng khối. Mặt nạ vàng của nhà vua trở thành vật biểu tượng cho phục trang lộng lẫy dưới thời Ai Cập cổ. Nó được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất của người cổ đại. Ngoài ra, trong mộ còn có 6 chiếc xe ngựa tháo rời cùng nhiều loại vũ khí, khiên, dao găm. Các đồ nội thất dát vàng như ngai vàng, trường kỷ, ghế, giường cũng được đặt ở đây. Ngôi mộ có đầy đủ trang sức, quần áo, nhạc cụ, thực phẩm và nhiều vật phẩm khác. Tất cả những dụng cụ nhà vua cần dùng cho cuộc sống kế tiếp được đặt quanh thi hài ông.